chúng ta sẽ tới với trận đấu cùng là trận ra mắt của hai võ sĩ. Xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta, đại diện tới từ Khang Anh Martial Arts Club của Bình Dương. Mới chỉ 3 năm tập boxing, nhưng đại diện của Khang Anh Martial Arts Club đã giành được huy chương vàng boxing tỉnh Đồng Nai, huy chương vàng boxing trẻ thành phố Hồ Chí Minh, huy chương đồng vô địch boxing 2023. Và tất cả những thành tích đó anh đã có được chỉ với 3 năm tập luyện và thi đấu. Sinh năm 2004 với chiều cao 1m65, lần đầu xuất hiện tại VSP Pro và đang có mặt trên màn ảnh của chúng ta là tay đấm Phạm Lê Gia Huy, một sự tự tin tới từ tay đấm trẻ sinh năm 19 tuổi. Và xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta, một đại diện của Manny Boxing Cần Thơ, sinh năm 2001 với chiều cao 1m56. VSP Pro 8 là nơi anh có trận đấu đầu tiên trên sàn boxing chuyên nghiệp. Và tương tự như Gia Huy, Minh Khôi là một võ sĩ đã từng giành rất nhiều giải thưởng, huy chương đồng boxing trẻ toàn quốc 2014 với 9 năm kinh nghiệm tập luyện và đã thi đấu rất nhiều giải ở khu vực miền Nam và trong nước. Tay đấm sẽ thượng đài ở góc đài xanh ngày hôm nay, Lê Ngọc Minh Khôi. Và trọng tài Nguyễn Như Dương sẽ là người điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Anh Quang Đạo, anh nhận định thế nào về hai tay đấm trẻ này? Anh có thông tin gì về họ không? Thật ra thì tôi chỉ có mỗi thông tin của võ sĩ đến từ góc đài màu đỏ, đó chính là Phạm Lê Gia Huy. Thì anh ta cũng là người xuất thân từ bộ môn kickboxing và cũng đã từng tham gia sự kiện bài danh chiến vào năm 2019. Cả hai đều còn khá trẻ và còn khá trẻ. Và đây là trận boxing chuyên nghiệp đầu tiên của họ. Chúng ta sẽ chờ xem họ sẽ mang tới VSP Pro 8, mang tới trận boxing chuyên nghiệp đầu tiên của mình màn thiện như thế nào đây. Gia Huy góc đài đỏ và Minh Khôi góc đài xanh. Sự tự tin từ cả hai tay đấm trẻ. Minh Khôi với thế thủ orthodox, chân trái đặt lên trước, và Phạm Lê Gia Huy thế thủ southpaw, chân phải đặt lên trước. Tiếp tục là một cuộc đối đầu của hai tay đấm nghịch kèo. Tốc độ rất nhanh của hạng 52 cân. Phạm Lê Gia Huy với thể hình lợi thế hơn của mình thì có lẽ là nên tiếp tục duy trì những cú đấm thẳng tay trước, đó là những cú jab, để có thể thăm dò cũng như là set up cho những tình huống tiếp theo. Chính xác là lợi thế về sải tay là một điểm rất tốt, nhưng vừa rồi Minh Khôi đã có một tình huống tung đòn tay sau, chưa thực sự chính xác nhưng đã bắt đầu tìm được cự ly tới gương mặt của đối phương. Lê Ngọc Minh Khôi thì có thể hình tương đối là dày cơm hơn so với cả Phạm Lê Gia Huy, cho nên là những cái trọng lượng trong những đòn đánh sẽ nặng hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Rõ ràng đối với những võ sĩ có thể thấp hơn với bộ cơ dày hơn thì những tình huống ra đòn uy lực, đặc biệt là các tình huống áp sát, họ sẽ có lợi thế hơn. Một tình huống đổi tấn đánh rất khéo của Gia Huy. Tiếp tục là một pha cắt cóc. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì Phạm Lê Gia Huy có tư thế thủ về cơ bản, đó chính là orthodox, nhưng không hiểu về sau thì tại sao anh ta lại đổi sang thế tấn southpaw và làm quen được với thế tấn này. Thực sự là trong không chỉ trong boxing mà trong rất nhiều môn võ thuật đối kháng khác thì việc đổi tấn sẽ dẫn tới thay đổi rất nhiều về mặt chiến thuật. Vừa rồi là một pha thoát góc cực kỳ tốt và của Gia Huy. Và vừa rồi là một cú đấm tay sau chính xác của Phạm Lê Gia Huy đã khiến cho đầu của Lê Ngọc Minh Khôi ngửa ra. Lúc này thì chúng ta mới thấy được sự lợi hại từ việc đổi tấn của Gia Huy.
liên tiếp là những tình huống bẻ góc và đánh tay sau. Hồi cần phải bình tĩnh hơn vào trong việc cắt góc và cũng như là tung đòn quyết định của mình. Vì rõ ràng từ nãy đến giờ thì chúng ta có thể thấy là Phạm Lê Gia Huy đang dẫn dắt trận đấu theo một cái hướng của anh ta muốn. Chúng ta bắt đầu thấy được đôi chút thương tổn trên khuôn mặt của Minh Khôi. Vừa rồi là một tình huống tung đòn tay sau kết thúc hiệp 1 của Phạm Lê Gia Huy. Vẫn là một phong thái rất tự tin. Chúng ta cùng theo dõi lại những tình huống đáng chú ý trong hiệp thi đấu đầu tiên. Và tình huống trong hiệp thi đấu đầu tiên, theo tôi nghĩ là Phạm Lê Gia Huy đang là người chiếm ưu thế và chiến thắng trong hiệp 1. Có lẽ rõ ràng là việc Phạm Lê Gia Huy có xuất thân từ những võ sĩ là một võ sĩ kickboxing và cũng tham dự nhiều giải đấu kickbox và cũng như là boxing trong toàn quốc, thì có lẽ là Phạm Lê Gia Huy sẽ tự tin và thi đấu sẽ tốt hơn là Minh Khôi. Khôi. Dù không phải là trận đấu chính nhưng trước khi VSP Pro 8 bắt đầu, chúng ta đã nghe đến nhiều những bình luận về một tay đấm triển vọng như Minh Khôi. Nhưng chúng ta cũng chắc chắn là những người chờ đợi cũng đã khá bất ngờ với khả năng thi đấu của Gia Huy. Cú đấm số 2 của Phạm Lê Gia Huy vừa rồi là một cú đấm chính xác. Lúc này thì Gia Huy vẫn đang giữ khoảng cách rất tốt. Một cú móc số 2 tốt của Minh Khôi. Nỗ lực giật đuổi không hề ngừng nghỉ. Tuy nhiên là Phạm Lê Gia Huy đã có một tình huống thoát góc rất tốt. Việc lợi thế hơn về thể hình đã khiến cho Lê Ngọc Minh Khôi rất vất vả trong việc dồn ép đối thủ của mình vào góc đài. Và cũng như là chiến thuật tương đối là hiệu quả của Phạm Lê Gia Huy. Lúc này thì Gia Huy vẫn đang duy trì trận đấu ở khu vực giữa đài là một lợi thế rất lớn cho anh. Việc kiểm soát đài ở khu vực giữa đài đó chính là một điểm phụ trong bộ luật chuyên nghiệp, tính điểm của bộ luật chuyên nghiệp. Boxing chuyên nghiệp thì chúng ta ngoài những đòn đấm nặng cân ra thì chúng ta vẫn tính thêm được là kiểm soát trận đấu bằng và kiểm soát góc đài của mình. Rằng khi mà những chỉ số về đòn đấm hiệu quả, những đòn gây sát thương, những cú jab, thì việc ai là người có thể điều tiết được nhịp độ và vị trí của trận đấu cũng sẽ có những ưu thế hơn trên bảng điểm. Đó chỉ là điểm số phụ, nhưng tuy nhiên là điểm số chính của chúng ta vẫn phải tính là những đòn sát thương gây ra cho đối phương. Chúng ta có thể thấy cả hai vừa có những phút thăm dò. Cú đấm body shot rất chính xác của Phạm Lê Gia Huy. Chính xác là một cú đấm đi trọn vùng gan. Bây giờ Lê Ngọc Minh Khôi cần phải làm gì đây? Tiếp tục là một cú body shot. Này thì Gia Huy tỏ rõ ý định khoan vào vùng bụng của Minh Khôi. Rất tốt đến từ Phạm Lê Gia Huy. Cú đấm số 3 rất tốt. Lại là một tình huống thoát góc rất tốt của Phạm Lê Gia Huy. Thực sự là Minh Khôi có vẻ hơi vội vàng rồi. Ngoài việc bo tay thủ thì anh ta cần phải di chuyển đầu nhiều hơn nữa để tìm cách thu hẹp lại khoảng cách đối với đối thủ của mình. 20 giây. Và trong những tình huống mà đang bị dẫn điểm như thế này thì chúng ta thường thấy là những tình huống khiêu khích đối phương là những tình huống không cần thiết. Rõ ràng thì hiệp đấu này Gia Huy là người đang thể hiện tốt hơn. Và hiệp đấu thứ hai chúng ta vừa kết thúc. Và lợi thế vẫn đang nghiêng về Phạm Lê Gia Huy đến từ góc đài màu đỏ. Chúng ta vừa theo dõi lại một tình huống ra đòn chuẩn xác của Minh Khôi. Một cú móc trái.
Và đây là một trong những tình huống đánh body shot cũng như tung đòn tay sau tốt của Gia Huy. Theo tôi thì hiệp thứ 3 này sẽ còn gay cấn hơn. Vâng, với việc mà Phạm Lê Minh Khôi đang bị thất thế sâu hơn so với cả đối thủ của mình thì việc dồn ép đối thủ là một điều cần thiết so của Lê Ngọc Minh Khôi tại thời điểm này. Tuy nhiên thì Phạm Lê Gia Huy vẫn đang chiếm thế thượng phong và vừa rồi là một cú đấm tay sau chính xác. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ độ sát thương đối với cả Lê Ngọc Minh Khôi. Rất nguy hiểm với Gia Huy. Một cú body shot không đi đúng vào vùng bụng đã tạo cơ hội cho Minh Khôi phản đòn. Một cú tay sau tốt của Gia Huy. Tiếp tục là một cú móc trái. Liên tục di chuyển. Minh Khôi có vẻ rất mất bình tĩnh. Chính xác, sau khi dính khoảng từ 2 đến 3 đòn thì Minh Khôi bắt đầu lao tới và không hề để ý tới khả năng cắt góc của Gia Huy. Một cú tay sau tốt của Minh Khôi. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ độ sát thương đối với cả Gia Huy. Lúc này theo tôi thì đây mới đang là trận đấu có kỹ thuật truyền môn tốt nhất và cả sức nóng nữa. Gia Huy vẫn đang kiểm soát đài rất tốt. Thực sự là khả năng đổi tấn rất khó chịu. Một cú đấm có lẽ là đi vào vùng hơi thấp đối với Gia Huy. Cả hai bắt đầu chậm lại và ít tình huống ra đòn hơn. Tuy nhiên là những tình huống vừa qua thì chúng ta có thể thấy được là Lê Ngọc Minh Khôi vẫn đang đi theo đối thủ của mình, vẫn chưa có những tình huống cắt góc và cũng như là dồn ép đối thủ của mình. Và đây lại là một tình huống vẫn chưa cần thực sự cần thiết. Rất khó để hiểu được ý đồ của Minh Khôi. Anh thấp hơn, anh có sải tay ngắn hơn, nhưng ở những thời điểm hiện tại thì không nhất thiết phải là người chủ động thu về góc. Tình huống khiêu khích vừa rồi là một tình huống chưa cần thiết. Nhưng vừa rồi Minh Khôi đang là người dồn đòn. Gia Huy vẫn rất tỉnh táo. Một cú móc trái tốt từ Minh Khôi. Và hiệp đấu thứ 3 của chúng ta vừa kết thúc với lợi thế nghiêng về Gia Huy. Tôi nghĩ đây cũng là một hiệp đấu không dễ để có thể xác định một cách rõ ràng, khi mà Gia Huy là người có nhiều tình huống ra đòn chính xác, nhưng uy lực của các đòn đấm thì Minh Khôi cũng cho thấy mình không hề kém cạnh. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa đủ độ sát thương đối với cả Gia Huy. Chính xác là các tình huống ra đòn không khiến cho Gia Huy chậm lại, khựng lại hoặc buộc phải di chuyển lùi. Theo như ta vừa thấy thì Gia Huy vừa tung một đòn đấm tay trước rất chính xác. Đây là một cú body shot của Gia Huy. Vừa rồi chính xác là cả hai đều bị dính đòn. Có thể thấy là tình huống đánh móc trái của Minh Khôi không được thực sự quá hoàn hảo khi mà anh cũng đồng thời bị tác động bởi Gia Huy. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cả hiệp thi đấu cuối cùng. Hiệp thi đấu thứ 4. Trận đấu mang cả chất lượng kỹ thuật lẫn máu lừa, có thể nói là cao nhất kể từ đầu sự kiện tới giờ.
đòn set up rất tốt đến từ Phạm Lê Gia Huy. Một tình huống phản đòn tốt của Gia Huy. Và Minh Khôi vừa rồi vừa có tình huống chuẩn bị ngã. Rất may là anh đã kịp thời ghim cơ thể mình vào đôi tay của Minh Khôi, của Gia Huy. Xin lỗi quý vị và các bạn. Có thể thấy Minh Khôi bắt đầu thận trọng hơn rồi, giữ rất chặt tay phải. Tuy nhiên thì Minh Khôi vẫn còn thiếu một chút gì đấy quyết định trong những đòn đấm của mình, và cũng như là di chuyển đầu của mình khỏi cái tầm đấm của đối phương. Rất nguy hiểm đối với Minh Khôi, đi vào và đúng tầm đánh của Gia Huy. Minh Khôi cần phải khai thác vùng bụng của Gia Huy thật nhiều hơn nữa để có thể khiến cho thể lực của Gia Huy đi xuống, và cũng như là tìm một tình huống nó vào. Chỉ có knockout thì mới có thể khiến cho Minh Khôi thắng được trận đấu này. Thực sự rất khó khi đây đã là nửa cuối của hiệp 4 rồi. Phạm Lê Gia Huy vẫn đang thi đấu rất tự tin. Những tình huống áp sát vẫn thực sự là đang chưa thực sự hiệu quả. Tôi nghĩ là vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vẫn đang đi theo đối thủ. Tiếp tục là một tình huống tay sau. Lại là một tình huống tay sau nữa rất tốt. Vâng, và lại còn một bao không? À vâng, vừa rồi là một tình huống trượt chân đến từ Lê Ngọc Minh Khôi. Thể lực của Minh Khôi đã xuống sức rồi. Một tình huống body shot. Chưa đầy 30 giây nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Tốt. Tôi rất ấn tượng với khả năng nhả đòn tay sau của Gia Huy. Từ sự chính xác cho tới cự ly. Vâng, đây mới là những tình huống chúng ta cần được xem khi từ mà Phạm Lê Gia Huy. Khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay thì anh mới khiêu khích đối phương. Và chúng ta cùng chờ đợi bảng điểm của các giám định. Với màn trình diễn vừa rồi thì tôi tin chắc rằng Phạm Lê Gia Huy sẽ có được chiến thắng đầu tiên trong trận đấu boxing chuyên nghiệp của mình. Giám định. Và ngay bây giờ trên tay tôi là kết quả của trận đấu. Số điểm được đưa ra 40-36 Và xin chúc mừng Phạm Lê Gia Huy với trận đấu đầu tiên, chiến thắng đầu tiên trên sàn boxing chuyên nghiệp tại VSP Pro 8 ngày hôm nay. Một màn thể hiện có thể nói là rất ít điểm trừ và xứng đáng đối với một tài năng boxing trẻ mà chúng ta vừa chứng kiến. Xin chúc mừng Phạm Lê Gia Huy. Rõ ràng chủ nhân của những tấm huy chương ở trên sàn đấu boxing nghiệp dư, Phạm Lê Gia Huy ngày hôm nay đã có một màn thể hiện có thể nói là
khó có thể ấn tượng hơn nữa trước một đối thủ như Lê Ngọc Anh Khôi.